Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Canh Ngọ tháng Quý Mão năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Kỵ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh lộ bảng thổ ngày canh ngọ tức chi khắc can, nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm lộ bảng thổ kỵ tuổi giáp tý bính tý, ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành họa cục, xung với tý hình ngọ, hình dậu, hại sửu, phá mão và tuyệt hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi nhâm tý, bính tý, giáp thân, giáp dần, tuổi xung trong tháng, tuổi tân dậu, đinh dậu, đinh mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao nguyệt không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao ích hậu, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc, sao nhân chuyên, đại cát, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên lại, xấu mọi việc, sao tiểu hao, xấu về giao dịch, mua bán, cầu tài lộc, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao hà khôi, xấu mọi việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, và đây có thể là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Tý rất dễ nổi nóng trong ngày hôm nay. Bạn có thể khó giữ được bình tĩnh và không biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, cho nên hay nói hoặc là có những hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh. Bù lại, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ, cho nên bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Bản mệnh sẽ có thể có những chuyện cần phải chi tiêu tới tiền, nhưng đều nằm trong dự kiến của bạn. Các khoản tích lũy của bạn từ trước tới nay đều đảm bảo cho bạn có được nguồn tài chính ổn định nữa rồi. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung. Điều này cảnh báo cho bạn sẽ có những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Nếu như không sớm được giải quyết, sẽ có thể dẫn tới đôi lứa, đôi ngã. Cũng chính vì thế mà thời gian này bản mệnh vô cùng mệt mỏi, thậm chí là có lúc nghĩ tới buông tay nữa rồi nhá. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, không biết cách tiết chế cảm xúc, dễ gây ác cảm với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, dễ nổi nóng, khó có thể giữ được bình tĩnh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, chi tiêu trong dự kiến, các khoản tích lũy của bạn vẫn ổn định. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, nên sớm giải quyết những mâu thuẫn giữa vợ chồng để hàn gắn chuyện tình cảm.
Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 48, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu ngọa tư hại, làm cho bạn đang có điềm báo thị phi ập đến, gây nên một phiên sóng gió lao đao cho bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Với những suy nghĩ hành động cứng nhắc, thiếu đi sự linh hoạt của bạn khiến cho bạn vô ý đắc tội với những kẻ tiểu nhân, và đối phương đi đến đâu cũng đơm đặt với những điều sai sự thật về bạn, cản trở con đường công danh, sự nghiệp và công việc của bạn ngày hôm nay. Chẳng những vậy, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh, cái điều này còn đe dọa tới vận trình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay. Con đường kiếm tiền của bạn gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó về tay. Với bạn tuổi Sửu có vẻ như đang mù quáng đi theo con đường không phù hợp, chẳng những mất tiền mà bạn còn có thể gặp phải những chuyện rắc rối ở phía sau nữa. Cái điểm sáng duy nhất trong vận trình của bạn tuổi Sửu ngày hôm nay là về phương diện tình cảm, khi bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ. May mắn là bản mệnh luôn có được người bạn đời rất tâm lý và luôn sẵn sàng để lắng nghe, chia sẻ và thông cảm cho những khó khăn của bạn. Có điều gì phiền ở trong lòng thì với bạn tuổi Sửu hãy tâm sự, trò chuyện với người ấy để vừa giải tỏa về tinh thần, cũng tìm ra cách tháo gỡ nữa nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có thể vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân vì sự cứng nhắc của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, có điềm báo thị phi ập đến, gây nhiều sóng gió lao đao trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có đường kiếm tiền gặp nhiều trắc trở, tiền bạc khó đến tay. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, đề phòng những lời đơm đặt nói xấu của kẻ tiểu nhân về bản thân. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, may mắn có được một người bạn đời rất tâm lý, luôn ở bên cạnh động viên an ủi cho bạn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được nhiều niềm vui trên con đường tình cảm ngày hôm nay. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình, chấm dứt tháng ngày cô đơn, độc thân, lẻ loi trước đó nữa nhé. Và ngày này với bạn tuổi Dần, đối với các cặp đôi, bạn và người ấy đã trải qua những khó khăn, gian khổ cùng nhau, và giờ là lúc cả hai có thể tạm thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng những điều tốt đẹp sắp tới. Và nếu như bạn thấy đã đến lúc tình yêu chín mồi, thì hãy về thư chuyện với gia đình, tính chuyện trăm năm hạnh phúc để có thể được ở bên nhau, chăm sóc cho nhau mỗi ngày nữa nhé. Trái ngược với những suôn sẻ trong chuyện tình cảm thì ngày này với bạn tuổi Dần, công việc của bạn lại không được thuận lợi như vậy, khi bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa cảnh báo cho bạn sẽ có những tranh chấp cãi vã có thể xảy ra. Với bạn tuổi Dần cần phải tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên của mình, dù muốn thể hiện và bảo vệ quan điểm của mình cũng nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển, tránh tạo cơ hội cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng để gây bất lợi cho con đường công danh sự nghiệp của mình về sau này. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, đôi lứa hạnh phúc bên nhau sau khi cùng trải qua bao nhiêu khó khăn sóng gió. Tử vi tuổi Bính Dần
thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn đang còn độc thân, có thể sẽ tìm thấy được tình yêu của đời mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, cần phải tránh đối đầu trực tiếp với đồng nghiệp và cả cấp trên. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, có thể sẽ tính tới chuyện về thư với gia đình, tính chuyện trăm năm. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, nên chọn cách diễn đạt uyển chuyển khi thể hiện quan điểm của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 27, số 99, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo, cần phải hết sức thận trọng trong công việc của mình ngày hôm nay khi bạn đang phải đối đầu với cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Bạn mệnh tuổi Mão không nên chủ quan, bởi rất có thể công việc tưởng chừng như đã hoàn thành trong tầm tay sẽ gặp trở ngại một cách bất ngờ nữa. Điềm báo tử vi cho thấy với bạn tuổi Mão trong ngày này sẽ gặp tiểu nhân ném đá giấu tay chỉ vì ganh tị với những thứ bạn đang có, cho nên mới tìm cách để hãm hại bạn. Hàng loạt những rắc rối xảy ra cùng lúc khiến cho tâm trạng của bạn tuổi Mão bị ảnh hưởng theo chiều tiêu cực. Nếu như không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, bạn sẽ khó lòng tập trung vào công việc, hiệu quả công việc giảm đi một cách trông thấy nữa. Và may mắn là với bạn tuổi Mão trong ngày này lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy chuyện tình cảm của bạn lại đang có được những tín hiệu đáng mừng. Tuy đôi bên vẫn có sự cãi vã, giận hờn đôi chút nhưng sau đó lại nhanh chóng làm lành, không ai còn giận dỗi nữa. Đối với những bạn đang còn độc thân, gia đình luôn là điểm tựa vững vàng về tinh thần cho bạn. Nếu như bạn cảm thấy cô đơn, hãy về bên người thân, bên gia đình của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, những công việc tưởng chừng như là đã hoàn thành có thể sẽ gặp trở ngại bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, cần phải hết sức thận trọng, chớ nên chủ quan trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, giữ tín độ công việc đều đặn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có tiểu nhân lăm lia ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu đáng mừng. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 14, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được sự quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc đang còn tồn đọng từ lâu. Với những biểu hiện xuất sắc của mình, bạn tuổi Thìn đã được mọi người ủng hộ một cách nhiệt tình và ai cũng đánh giá cao về năng lực của bạn cả. Ngày này, với bạn tuổi Thìn, công việc của bạn có được nhiều cơ hội để thăng tiến, nhưng bạn cũng chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo, kẻo lại rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẽ hãm hại bạn. Thái độ khiêm tốn, biết mình, biết ta sẽ giúp cho bạn hạn chế được rất nhiều những rắc rối không đáng có. Vì vậy, với bạn tuổi Thìn, hãy cứ làm tốt công việc của mình, công sức của bạn, rồi sẽ được ghi nhận và được đền đáp xứng đáng nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn không ít những tin vui trong cái chuyện tình duyên. Với bạn tuổi Thìn, chẳng cần phải thể hiện quá nhiều, chỉ cần bạn tự tin vào bản thân mình là đã khiến cho không ít ánh mắt khó có thể rời khỏi bạn trong ngày hôm nay. Và bạn hãy cứ là chính mình, hạnh phúc sẽ tự tìm đến với bạn mà thôi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, được mọi người ủng hộ nhiệt tình và đánh giá cao về năng lực của bạn. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có thêm phần quyết đoán, linh hoạt hơn khi giải quyết những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thìn
thuộc mệnh mộc luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết mình, biết ta, hạn chế những rắc rối xảy ra với mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim chớ nên khoe khoang, kiêu ngạo, kẻo lại rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy gây sức hút bằng chính sự tự tin của bản thân mình với những người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 58, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ che chở cho vận trình công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Và đây là lúc để cho khả năng sáng tạo của bạn tuổi Tỵ có thể thể hiện được. Bạn hãy áp dụng triệt để nó vào công việc, bạn sẽ giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ nữa. Với những ai biết tận dụng thế mạnh của mình, có thể sẽ đạt được vài bước tiến quan trọng trong công việc, theo đuổi mục tiêu cá nhân trong cái thời điểm này nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn rất dễ mắc chứng nóng trong, nhiệt miệng, ăn uống không ngon miệng. Bạn nên ăn những món ăn thanh đạm, ít chứa dầu mỡ, đường và vị cay. Đồng thời, nên vận động tích cực để cho mồ hôi toát ra nhiều, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tỵ lại rất vượng vận về đào hoa, và nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng lòng mình hơn với những người khác giới, biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình thì sao nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, công danh phát triển nhờ khả năng sáng tạo tuyệt vời. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ đạt được bước tiến quan trọng khi biết tận dụng lợi thế của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc giành được rất nhiều lợi thế bất ngờ. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim rất vượng vận về đào hoa, nên mở lòng mình hơn để đón nhận tình yêu tới. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy chú ý trong cách ăn uống, ăn thanh đạm để tránh mắc chứng nóng trong, nhiệt miệng. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 87, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Điều này khiến cho luồng suy nghĩ của bạn dễ rơi vào bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc, khiến cho mọi thứ dễ bị chồng chéo, và với bạn càng nóng vội xử lý thì lại càng gây phản tác dụng. Với bạn tuổi Ngọ đang tự tạo áp lực về tinh thần cho chính mình, bạn đừng có lúc nào cũng đặt nặng thành tích, có như vậy bạn mới hạn chế được không ít những sai lầm đáng tiếc xảy ra với mình nhé. Và trong ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ, bạn hãy tập trung suy nghĩ tích cực, nhìn xa trông rộng, đặc biệt là đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Có những lúc sự việc hoàn toàn là bình thường, nhưng bạn lại nghĩ quá nó lên, thành ra nghiêm trọng. Làm việc một mình cũng dễ khiến cho bạn căng thẳng, stress lắm, cho nên bạn cần phải chủ động san sẻ với những người khác để cùng tìm ra cách giải quyết vấn đề, bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Điều này làm cho bạn trở nên nóng nảy với chính những người thân yêu của mình. Có những nỗi bực dọc từ bên ngoài nhưng bạn lại mang về nhà, trút lên những người bên cạnh. Điều này khiến cho không khí gia đình trở nên nặng nề, gây ra những vết thương lòng khó có thể khơi lành được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ 6 này: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, đừng có tự gây áp lực cho mình khi lúc nào cũng đặt nặng bệnh thành tích. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, suy nghĩ dễ rơi vào sự bế tắc, không đủ minh mẫn để giải quyết công việc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, nên chủ động san sẻ công việc với người khác để giảm đi sự căng thẳng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, học cách suy nghĩ tích cực,
đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tránh chút giận lên những người thân trong gia đình của mình. Và đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 77, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Mùi nhị hợp. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay rất vượng vận về đào hoa. Đào hoa khoe sắc giúp cho bạn tuổi Mùi có được nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với những người khác phái, nhờ thế mà khả năng thoát kiếp độc thân của bạn là rất cao nữa. Cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày này được suôn sẻ là liều thuốc về tinh thần rất hữu ích để giúp cho bạn có thêm phần hăng hái để làm việc, chủ động san sẻ công việc với đồng nghiệp, giúp cho quá trình làm việc nhóm đạt được hiệu quả cao và cấp trên dành nhiều lời khen ngợi cho bạn. Điều này cũng sẽ rất tốt cho con đường tiến thân của bạn trong tương lai. Vì vậy, bạn cần phải tiếp tục duy trì những thói quen tốt này nữa bạn tuổi Mùi nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ gây ra những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Với bạn đang có điểm báo, mất tiền hao của, tốn tài, cho nên bạn cần phải thận trọng, đặc biệt là cẩn trọng trong các khoản về đầu tư có giá trị, nên tìm hiểu thật kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định để rút tiền nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội để gặp gỡ những người khác phái. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên hôm nay rất vượng vận, đào hoa khoe sắc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, làm việc nhóm đạt được hiệu quả cao, được cấp trên dành cho những lời khen ngợi. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, hăng hái làm việc, chủ động san sẻ công việc với đồng nghiệp. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, gặp rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc, có điểm báo hao tiền tốn của. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 70, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân thứ 6 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy dưới sự soi đường trị lối của thực thần chiếu mệnh, giúp cho bạn tuổi Thân gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới trong ngày hôm nay. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà, với bạn tuổi Thân làm ăn được thuận lợi, khách hàng nườm nượp tới, các đơn hàng cũng về tới tấp, làm cho bạn bận rộn không ngơi tay. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn sẽ thu được thành quả sau khoảng thời gian cố gắng rất dài vừa qua, và thành quả này là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do cũng có thể sẽ phát tài một cách nhanh chóng với những quyết định đúng đắn từ trước đó, cũng đã giúp cho bạn nhận được những kết quả ở hiện tại nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Điều này lại khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai đều cần phải bình tĩnh dành thời gian để lắng nghe nửa kia nói, chứ đừng chỉ khăng khăng với cảm nhận, với nhận định của bản thân mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, việc kinh doanh làm ăn được thuận lợi, khách hàng nườm nượp, đơn hàng tới tấp. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, gặt hái được những lợi nhuận không ngờ tới. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, đối với những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có thể phát tài một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, thu được thành quả sau khoảng thời gian dài cố gắng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đôi lứa xảy ra nhiều vấn đề trục trặc. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc
5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 67, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo, có thể sẽ phải chịu không ít áp lực trong công việc do vận trình đi xuống. Với bạn tuổi Dậu, bạn cảm thấy tinh thần bị đè nén, khó phát huy được năng lực hay là tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc như thường ngày. Hiệu suất công việc vì thế mà bị giảm sút đáng kể, khiến cho cấp trên không hài lòng, cũng rất thất vọng về bạn nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Dậu, đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn, khi ký kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng, bạn cần phải rà soát kỹ càng các nội dung, điều khoản, đừng có chủ quan, kẻo hung tinh gây điểm báo hung họa, vừa mất uy tín, lại vừa gây hao tiền tốn của bản thân. Ngày này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, làm cho bạn cũng đang có điểm báo, có sự mâu thuẫn giữa vợ chồng chưa được giải quyết khiến cho chiến tranh lạnh kéo dài. Nhưng chẳng ai chịu là người xuống nước trước, không khí trong nhà vì thế mà càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, tinh thần bị đè nén, khó phát huy được năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, vận trình đi xuống, chịu nhiều áp lực trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, cần phải cẩn thận khi ký kết những hợp đồng, giấy tờ quan trọng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, hiệu suất công việc bị giảm sút, cấp trên không hài lòng về bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, chiến tranh lạnh giữa vợ và chồng khiến cho không khí gia đình trở nên căng thẳng. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ sáu, ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày xã giao rất chi là thuận lợi. Bạn biết cách ăn nói, dễ lấy được lòng người khác và ngày này rất thích hợp cho những ai làm nghề dịch vụ, tư vấn khách hàng. Bạn mệnh có được sự linh hoạt, mềm mại, biết cách đánh trúng tâm lý của đối phương, cho nên nói lời nào là hiệu quả lời đó, không cần phải nói nhiều mà vẫn đạt được hiệu quả rất chi là cao nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất lại có được sự hậu thuẫn của tỷ kim chiếu mệnh, cho nên con đường công danh sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay đang có được những bước tiến rất chi là vững chắc. Tuy không có tiến nhanh nhưng bản mệnh hài lòng với điều đó, bạn không muốn mình nhanh và rồi lại bị vấp ngã nữa nhé. Cùng với đó, trong ngày này với bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng sẽ tạo điều kiện cho tình yêu lứa đôi được thăng hoa rực rỡ. Có thể đôi bên sẽ tính tới chuyện tương lai, được ở bên nhau lâu dài, tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau mọi khi những khó khăn, tình yêu ngày càng thêm bền chặt hơn nữa rồi. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đối với những bạn làm trong các ngành nghề dịch vụ tư vấn khách hàng có được nhiều lợi thế nhờ sự linh hoạt. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, việc xã giao được thuận lợi, biết cách ăn nói, dễ lấy được lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, thành công tuy đến nhưng chậm mà chắc, bạn hài lòng với tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, con đường công danh sự nghiệp có những bước tiến vững chắc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, tình yêu lứa đôi được thăng hoa rực rỡ, có thể tính tới chuyện trăm năm nữa rồi.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 25, số 86, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 2022. Ngày thứ sáu này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành thủy hỏa xung khắc. Điều này làm cho bạn tuổi Hợi dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội ngày hôm nay. Không phải lúc nào với bạn tuổi Hợi đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại một tình cảm tương tự, và đây là một bộ mặt của xã hội, bạn không nên quá thất vọng vì điều này nhé. Và trong gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy cũng không được như ý muốn, hai người tỏa ra khá lạnh nhạt với nhau. Và với bạn tuổi Hợi, hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự rạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp, đừng có nên bỏ mặc mọi chuyện phát triển theo chiều hướng căng thẳng hơn nhé. Tuy nhiên, về phương diện tài lộc của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội phát tài dựa trên chính vận may của mình. Và bạn tuổi Hợi, bạn cũng không nên quá phụ thuộc vào điều này. Muốn trở thành người giàu có thực sự, bạn cần phải dựa vào chính sức lao động của bản thân mình sẽ được bền vững hơn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, vợ chồng có sự lạnh nhạt, có dấu hiệu rạn nứt trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao không được như ý muốn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có cơ hội phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, hãy có trách nhiệm hơn với gia đình. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, lao động chân chính, không nên lười biếng, phụ thuộc. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 22, số 50, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lại.